Như thế nào gọi là thánh vả mặt các bậc thầy? Cô gái này có tài năng thiên phú, có thể sao chép kỹ năng của các bậc thầy, khiến họ mất hết mặt mũi phải nghĩ đến việc giải nghệ. Hôm nay Morikawa đến thăm bậc thầy Bumerang. Đầu tiên, bậc thầy ra một thử thách đơn giản, ném Bumerang bay vòng và xuyên qua vòng tròn ở bên kia, đến lượt cô ấy xem có thể thành công không. Ha ha, bậc thầy có vẻ đắc ý, bắt đầu dạy cô một chút về kỹ thuật Bumerang. Ai ngờ chỉ với một bài học, cô ấy đã nắm được kỹ năng. Nhưng anh ta cho rằng Morikawa chỉ may mắn nên đã tăng độ khó lên. Ném phi tiêu Bumerang bay một vòng, cắt đứt sợi dây treo quả táo. Anh ta phải mất 2 lần mới có thể thành công, đến lượt Morikawa. Chỉ thấy Morikawa nhẹ nhàng vẩy một cái, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Thành công cắt đứt sợi dây khiến bậc thầy phải há hốc mồm kinh ngạc. Không tin đây là lần đầu Morikawa chơi boomerang. Nếu hôm nay không tung ra kỹ năng thực sự, e rằng không còn mặt mũi nào nữa. Lần này mục tiêu là lá bài chỉ có 9cm và quả trứng phải rớt vào ly mà không bị vỡ. Lần đầu tiên thất bại, nhưng đã sát với lá bài, khiến bậc thầy cảm thấy lo lắng. Morikawa thử lại lần nữa,